Mitsubishi 8020. Lúc này lên lốp 11 rồi nha các bạn. Máy móc khô rang. Đầu dây này. Ghế. Tuy hơi rách nhưng mà là ghế hơi nha các bạn. Đây mới thay 18434. Khô rang đây, chưa đổ hơi. Số khô rang đây các bạn. Như xe mới. Cầu của Vô nhé. Số chợ này. Móc dài 4m là lòng 2m2 nhé. Cành cao 50. Đầu trời to. Còn nguyên nhé các bạn. Số cô ra cái này thì cấy hình hàn rồi nhé. Tổ trước đây. Trên đây thì vừa mới tan nhất. Trong đây cũng được khô ra. Ở bên kia khô ra này. Đặt đầu. Thùng hơi móc méo một tí nhưng mà tổng số thì rất khỏi phải bàn. Đây, mình xin bỏ máy lên. Đây con à. Tô máy còn lên nhá. Bây giờ 8.000 giờ rồi đây này.
thế thì hồ hơi như này đó. Mùi êm lắm. Một cặp trên đây chỉ cần hết rồi nhé con. Còn bên đây thì mới lốp clean ERC nhiếc nhiếc này. Số chở to. Thank you.
gì, mục